Trời ơi nó láng nè anh em ơi, dữ lắm luôn nè. Cái nhà con nè, đường mòn nó chạy nè. Rồi xong rồi, xong đục xịn luôn rồi ơi. Đây à, cái nhà con đường mòn này cái nhà. Trời, dữ lắm rồi. Bây giờ còn mới chứ. Có hang kìa, có hang kìa, chặn đầu đi, coi chừng nào bả đó anh em. Chặn đầu kia đây là xong. Nè, đừng ngồi nè. Chạy. Xe tăng là chạy. Lắm hàng nè. Có hàng không? Đây à. Còn nó còn mới chát luôn cái giò nè. Nè, chừng đó bả đó anh em. Cái giò mới chát nè. Có chừng đó có hàng không? Có nè, dưới đây nè. Chừng đó đấy, kìa đó anh em ơi. Đi mới chát nè. Có đắng còn hàng rồi sao? Trời ơi, nó ăn ba cái cây nè. Dạ dạ, kia mình dính ngách mà. Trời ơi, đang banh cái dừa luôn. Để đem cái dừa lên. Chưa, chưa còn nữa gì đây em ơi. Hụt xịn luôn kìa. Nguyên bậy quá. Thôi đây nữa nè. Cái gì dưới thằng hả? Đây nè xong rồi. Em bích đụng cái này xong rồi. Bích đụng cái này nè. Thì sao? Mình về chống hồi nó nhảy ra mình bắt nó dễ. Vậy đây ha. Ừ. Chừng này không gom nó nhảy ra cho nó thấy nha con. Cái len rồi. Đục xịn luôn mà. Cái len nào mới mình chờ trước đi. Bây giờ mình lựa cái hang nào mới. Cái gì vậy? Chốt. Cầm nhâm mới vậy? Ừ, cầm nhâm. Cái nào phải chạy? Tay. Tay kìa. Cái gì kỳ vậy? Lửa. Bận. Em mới hang lại bắn đi. Có hang nào đây đây không lại xong. Trời trời chưa chân chạy đây. Đứng lại kia đứng đây đứng, có gặp la lên đứng. Có hang chưa? Vậy là nguyên bầy á anh em ơi. Lửa, lửa bằng kỳ vậy. Em mới hang lại không? Em rồi hết rồi. Vô rồi cả nhà. Nguyên bầy lửa. Chạy láng linh mà. Cái nào lại? Cho nghe. Ừ. Vô rồi cả nhà ơi. Lộ cái này nó ở bạ mà chứ không có ấy đâu. Không vô sâu phải không? Ừ. Trời ơi trời. Ghê vậy. Cả nhà né cả nhà. Cưng cưng dẹt tiếp cái này rồi tính. Cái lửa gì trời. Chưa gì trơn mà lú mỏ rồi. Dạ bật, dạ con, đi lên kia, canh chừng này kia. Tay chân cẩn thận. Ấn lại. Ê! Rồi. Sang lại lại không chạy. Từ từ còn hang ở dưới nữa. Ở đây sao? Nhét nó lại chú đi. Nhảy ra đâu rồi? Còn. Chỗ đó rồi, còn nhét lại đi, nhét lại đi. Chạy nha. Ở đây lặn cũng tương đối khó gì vậy?
vậy? Nó nằm ở đó luôn. Nó chạy ra mấy cái hang đó quá. Ở đây hết hàng hả? Pha anh em, pha anh em. Giữ giữ đi. Sao sao thấy cái bóng gì nó phát qua này vậy? Đây có cái đụng này, sao nó cái bóng gì phát qua đây nè. Hang chà bá lửa đây không à. Đụng không? Ừ. Dữ lắm hang rồi anh em ơi. Phục vụ sứ sở cũng nhâm rồi. Gì vậy? Đây. Phục vụ sứ sở cũng nhâm rồi. Cái len cẩn thận nghe xong. Thấy chưa? Chính xác luôn nghe lại. Ừ. Con này bự nhỏ lại. Lứa. Đó. Nó bự vậy hả? Ai da cắn rửa cắn. Rồi, có bùng binh. Ơi. Hang chuột hang nào? Qua hang gọi đây quá. Hang như cùng hay vậy đó. Ê trời. Còn nó đây nè. Trời trời. Nó chạy qua đó. Xuống mé. Coi xuống mé coi chừng. Đừng thằng tay vô lại chạy vậy. Không nhầm con, cưng không phải cưng cơm đâu. Đi dưới anh xong rồi. Còn hang vô nữa. Ôi trời. Hang dưới hém hết rồi ạ. Đây đây có hang gì. Ê ê ê ê. Hai con hén luôn đó. Mới thấy luôn kìa. Hay xong, luôn xong. Bỏ mấy hang đó đi. Không phải nó chạy chạy chạy. Chạy rồi chạy, 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 chạy thấy rồi chứ. Chưa 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 chưa, chưa, chưa lại đào đi. Con hang đó đi. Mới thấy luôn hả? Thấy không? Thấy con dán đó. Ê, chú Phan. Thấy con dán hả? Đi 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 đi. Nó đâu tiêu rồi. Có hàng giống mấy sao không? Em hết giờ không? Trống rồi. Trống lóng rồi. Chạy đâu rồi? Trống hả? Trống rồi. Có xuống dưới hàng dưới rồi. Bư bư ra đây. Tiến cái lại. Hàng dưới đó đó. Đó. Mấy con đây. Ấy ấy coi chừng. Chừng né cái đâu. Hay né thì sao cưng? Đi thủ nha. Ê ê ê. Gì vậy? Đây 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 ông ơi. Nó rớt cái gì? Ném chân à. Nguy hiểm vậy? Sao chưa chơi mà lú mỏ? Thôi ngồi hả? Thôi hợp dưới lại. Cái hang nó còn hang đi ở dưới hả? Hợp dưới đó cái đuôi kìa. Cái đuôi rồi lượm mày. Ê! Đây xe. Nó vào chỗ ra đã chỗ rồi. Chơi cái này cho nó. Ê, nó nói ra rồi, tính. Cái này dài quá dài rồi. Chạy đó đó. Chạy đó nha. Mà mình còn nhớ cái hang nào nữa không? Còn kia mấy hang đó, cái đuôi nè. Trời ơi, trời bự. Ủa, con này bự mà. Này bự mà. Bự nhỏ. Bự đuôi chả ba lửa. Dạ, con chuột này, chuột bự hay gì đó. Cái nãy con nhỏ. Cái đuôi đó, cái đuôi chả ba lửa luôn kìa. Đây cả nhà. Yeah, con này nuôi nó để dành trong nhà rồi. Trời ơi. Ra nè. Bự không? Coi còn không nghe. Bự nghe. Trời ơi. Ê, con này cũng bự mà. Bự. Trời ơi, cả nhà ơi. Con nhỏ. Chỉ còn con nữa hả? Nhỏ này đằng này, đằng này, đằng này. Trời ơi, cả nhà con nè. Dạ. Hên luôn nghe. Mập trời ơi. Mùa. Đó hả? Hết, hồn mập cái. Đúng đời mập luôn. Vậy là hai bầy lứa rồi. Cái gì? Vậy là
không? Ừ. Làm gì? Dạ, gấu. Dạ con. Trời ơi, chào cả nhà nha. Rồi, chào Tứng. À, Tứng là anh của Nghĩa nha cả nhà. À, em Nghĩa bây giờ nó cũng lớn rồi. À, bữa nào anh em sẽ lên chảnh thăm Nghĩa. Còn con này anh em ơi. Cái gì? Còn mà nói con đứa con nhỏ mà. Bự nhỏ, cẩn thận lại. Tôi bự đâu nhỏ. Còn anh em ơi. Nó. Người sông này. Bự nhỏ. Khoan, nắm cái giò. Nắm cái giò hả? Đi ra con. Bự nữa. Trời trời. Cứ già luôn. Dữ lắm. Cái mà. Gì vậy? Vô ra cái trời ơi. Cái gì vậy trời? Hai con. Còn cái đuôi nữa kìa. Gì? Ơi, liếp lại. Cái gì vậy trời? Cái gì dữ thật hả? Đi vô mày. Cái nhà ơi, hai con. Chúng rồi. Con làm mấy mặt thù lù. Gì xong? Đấy. Xong rồi. Gì vậy? Hồi nào thì mới thấy luôn nha. Mới nói là một hang mà 20 bự á. Còn nữa hả còn á. Bự nữa không? Bự. Yeah, chạy. Lứa bự rồi. Chúng ổ cả nhà ơi. Rồi dạ, chả cả nhà ơi, vô rồi. Nãy thấy con nhỏ hơn mà. Cũng cỡ này nè. Trời ơi. Còn nữa không? Chắc còn chứ sao hết được. Còn cái đuôi nữa gì nữa kìa, phải không? Phải không? Phải em Tứng. Trời chạy Tứng đi hơi thiệt ơi. Vô. Ba con nghe. Cái đuôi. Còn nữa đó. Còn chứ. Còn lúc đâu cái đâu? Gì lúc đâu con vô à, lên vô đi kiếm gà bắt mà chú hẳn dưới đây anh sao giờ nó bít rồi đó quên đúng không đúng rồi vô lưng cùng rồi đó chắc mé luôn rồi đó cái gì vậy ta con này mới thấy canh này đó ba con hả ba con. con này bốn con rồi còn với hàng chó nữa. Nó ở nhà cơ mà. Chỗ. Ủa đấy hai con đâu mà. Con à, con kia ở nhà. Con kia thứ dữ hơn nữa. Xuống xét mé. Đấy là Tấn rồi, cái này cũng nguy hiểm Tấn. Nó dài quá trời dài cả nhà. Chơi cái hang ngay chăng luôn trời. Chưa hết đâu, dài nắng chắc còn chứ không hết đâu. Đâu rồi? Thấy không? Rồi. Cái đầu gian nữa hả lại? Kỹ đuôi cái bá kìa trời ơi trời cái đuôi này cũng bự dữ lắm bự anh xong hốt đó bắt đi ai cái chừng lũ lõi nha này. Đuôi này bự hơn luôn nãy rồi nghe không được rồi dữ lắm nặng rồi lắm chút rồi ôi không tay mình chơi giò đó cái con này nó hết quá chưa chắc à nó không khù ta dạ 1, 2, 3 trời ơi trời ơi từ lại em hang lại xong còn kiếm trời ơi cả nhà ơi vô ơi 4 con không hiểu được cái sự việc kìa xảy ra luôn lâu quá không ai đi không hiểu sự việc kìa xảy ra luôn rồi xong phải khừ á vậy nữa còn không ngủ rồi nha còn hang nào lại lần này nữa không nó là con đường một xuống rồi con đường xuống rồi hên ha chắc đường xịn nãy đi ra vô nó dạch là thấy lú ra ra mà ủ nè thế nha hết hết rồi hết rồi còn hang bên đây nè coi nãy bùng binh nghe đó đó trời chuột nào giờ lú mới thấy tình trạng này luôn á cả nhà mình clip ra cho đàng hoàng mày không biết thử hang người ta bắt nữa mày lại mày sủa khủng khiếp thiệt cái bùng kìa chắc như còn đó quê chúng ngốc à hết không nó dồn một cái một vô hang này hồi nãy có cách chỗ này hết rồi nhíp lại kìa không nhíp lại rồi anh tu xuống đây mà sẽ biết đường đâu bắt nhím chứ cái đụng dữ lắm mới luôn nè cả nhà cũng lát lừ nữa nè không biết làm sao đây ơi à, cái dấu dọn mới chát luôn anh em ơi láng không láng đây nè
Có. Thấy công chuyện nữa rồi. Cái nhà tôi nó ăn nè. Cái này còn vỏ không ha? Trời ơi nó láng trời. Nó có hang lại. Hả? Mang ra đây rồi coi mới được. Đụng vậy. Đâu? Không khòm cái chừng mấy cái khóm nguy hiểm cái lại. Nàng xuống cái gì kiểu ơi. Vào đây xong ơi. Bắt đầu quay dưới góc nè. Lỡ mày xong ơi. Hàng này nó có là bố mẹ nha. Trong khi nó bích đồng để nó sinh sản á. Đẻ nữa nè. Bận bự hết rồi. Cái phần mấy con đực á nó bư lơi không à. Không có xiên cho mấy con cái. Hàng chính nó chỗ nào rồi? Không rồi. Biết bao nhiêu chuột ở đây nữa. Tới công chuyện nữa anh em. Láng dữ không lại? Trời trời cái cọng gì tụi nó cái đuôi không à. Trên đổ nước. Có đào mà đâu có coi thằng. Nhưng có con lông nó kẹt đó ta. Sao lại ăn tới đâu nè? Con hang qua đây nè. Sao vô đây nó bị đụng rồi? Không cùng. Bị đụng rồi. Bị đụng đó. Đụng à. Như có. Vô trong mà bị đụng là vô trong là nó bích lại nó đẻ đó cả nhà. Trường tung bên đó đó. Tôi chừng tung cái đó là tới ngày. Nó dám cùng với lại. Còn hang nữa. Chà luôn hay. Bất gì đó. Đó chưa cháu nữa. Đi kiếm hàng hết thôi. Không. Trên đó đó. Này lên trên đây này treo cái này. Đâu? À, đây đúng không? Xuống đang theo lỗ bự. Đang nước luôn hay gì? Phập cái gì thế này? Phập nó lại, trời ơi nguyên cái một bên luôn. Được chưa, ta thọc tay vô nè. Lấy tay không? Qua đây à. Thọc vô cái thọc cái ngách gì bên đây coi. Còn hang nào nữa không? Qua đây nè. Đổ nước đây. Nước không? Còn ở bên kia còn cái gì lại? Nước này. Qua đó là lời vừa xong. Lắm cái hàng bự. Thấy quần lên ơi, tụi quần lên.
đây đây, năm xô nó đầy rồi. Ờ, nó rút qua đâu rồi? Nó rút qua đó luôn phải không? Nó rút qua hướng mình dốc á. Nó lâu nãy không? Con có hàng ăn lên không? Khử tới chút xíu rồi lại. Không, chạy dưới sông. Khử nó tới chút xíu đi. Rồi cái hang. Dữ thần cái hang vậy. Rồi rồi. Rồi ơi. Nó bự như cái hao trống này nè. Như cái thao vô xong ơi. Ăn bánh luôn xong ơi. Đây luôn. Này ở đây nè, lòng qua đây nè ơi. Bên bên đây nè. Trồng lại. Trời ơi, hang gì không khó trời. Mới xong chị. Còn nữa vậy? Chục con. Cái gì? Con là có chục mẹ đó. Xuống đây nè. Xuống đó xong rồi chừng tông xuống rồi. Chục con trời, cái rắn trên tay nghe luôn trời. Ghê thiệt chứ. Từ từ nhẹ nhẹ. Nuôi nuôi có nuôi được không? Con là chục mẹ chứ. Trời ơi nó mới đẻ xong rồi. Dạ có chục mẹ đó. Còn ướt nhẹp à. Kỹ kỹ. Ê, nhúng vít mạnh là mạnh lắm nha. Phải từ từ đi. Có nước kìa. Ê, lưu đầu kìa. Bự. Bự. Trời ơi trời ơi, cái nhà ơi. Nó chạy ra đây. Chạy xuống. Chụp cái chân cái bụi đó ra xong. Cái bụi này xong rồi. Coi trên đó. Không phải nó chạy xuống rồi đó. Quay đầu chứ. Kỹ ngay xong. Từ từ. Vô rồi, vô rồi. Bữa nay cái gì đâu giữ thần rồi trời. Cái này nè. Sao cái này luôn. Có đuôi kìa. Nó, bá lửa kìa. Trời, tới là xong, cái sắc mé xong. Bùng rồi. Bắt được không? Rồi mấy cái lá nhọn ở lại, bẻ cái lá nhọn cái lại. Dính rồi. Dữ lắm bự cả nhà ơi. Ù ù kìa. Ôi. Hù hù ơi. Trời ơi, trận nó bự. Mẹ con mấy con kia đó xong. Ừ. À, trời ơi, cái nhà coi nè. Cái nhà. Ê à. Ơi, trời nó bự xong rồi xong. Dạ thì chứ. Ừ. Rồi. Dữ thiệt. Rồi nó ăn không? Ừ. Ôi gì Tân? Cái này là ngày gì anh Tấn? Tấn ơi, vậy là con cưng phải tới với mấy anh thường xuyên chút xíu rồi Tấn. Hai bữa nay ngày đầu tiên là ok đó. À, Tấn mới về đi xuất khẩu lao động ở Nhật về. Rồi anh em gặp nhau cách đây cũng 3-4 năm rồi cả nhà. Giờ điện cho lúa hôm qua, bữa nay anh em hẹn cái mình quất. Không ngờ bữa nay nó trúng ngày chăng cái bài vô cống quá trời dữ rồi. Quá hên Tấn ơi. Dữ thiệt chứ. Mình tiếp tàng hoàng lại cả nhà. Đó. Giờ là 5 con đó hả? 5 con rồi đó, 5 con thấy nhậu thỉnh rồi đó. Không coi cả nhà. 5 con. 5 con. Khủng khiếp bữa nay chứ. Đó, 2 3 5. Thôi, bây giờ mình về nhà mình làm món đó nha. À, về nhà anh em lúa sẽ làm cái món này cho cả nhà thưởng thức nha. Thôi, bây giờ mình về ha. Bữa nay cái gì kỳ vậy, có 2 hàng 50 cống. Kỳ. Chỉnh sớm quá. Đi lắm kỳ Tấn ơi.
Nãy tính rồi vô có mua thùng bia đó kìa. Có thêm bia nữa hả? Bia vậy mà làm xào khô đi chứ. Xào khô khô quất đi. Chừng chuột hết rồi. Hôm nãy là anh em gặp cái hang đằng kia rồi cả nhà. Chưa tới hang đằng kia lần tới là hết 5 con rồi à, anh em đủ nhậu rồi chứ phần chiều mình về mình làm món. 5 con này mình xào rồi cũng ok lắm hay không à, bữa nay anh em lúa sẽ làm cái món xào lăng nha cả nhà à, cống nhum xào lăng để tiếp tứng. Lâu lắm rồi anh em mới gặp bé Nghĩa, bây giờ thì nó cũng lớn rồi. Bữa nay không rủ xuống chơi luôn. Chiều nay mày lên trên gác Hàn Quốc nha Tấn. Ừ. Được chứ. Mới vừa hoàn thành hôm qua luôn á. Chưa đâu, anh còn dọn dẹp trồng cây trồng cối nữa. Ê cả nhà ơi, 5 con cũng nhiều lắm chú bộ, giỡn trận. Cái bữa nay là mình đi săn là dễ nhất luôn á. Bẻ nhất luôn. Bẻ bốc tính xuống thường xuyên với anh nha Tấn. Bữa nay quá trúng rồi. À, ba săn này ướp cả nhà. Tại vì cả nhà biết sao, chuột cống á nó cũng nhạy cảm á, nên lúa không có quay nhiều cho cả nhà thấy được. Cũng vì chuột cống này mà YouTube tắt cái lúa một kiếm tiền một tuần lễ luôn cả nhà. Bây giờ lúa sợ lắm rồi. Bắt lửa lên đi rồi. Bữa nay mình làm cái món xào khô nha cả nhà, chứ không phải là xào lăng. Chao tương. Thấy rồi, lau nó rồi, nhiều nước. Nãy là mần ra nồi ký mấy phải không lời? Thì ký 4 căng lại căng luôn. Dự theo cái đó là còn ký 3. Quá im. Trộn đều cho nó thấm cả nhà. Ngon lắm á. Gì? Đây không? Thiếu một đêm hả? Muối với hương. Họ đựng xong mà nhiều quá đắng á. Mọi người là màu bén cả nhà. Cái này là nó phải lắm không? Lúa có rủ ba lúa chứ, ba lúa vô chơi nữa. Cắm đầu quốc liền đúng không? Ừ. Dạ, cái mình. Dạ, cái chó vô luôn mà. Cái sàn mình đã lắm à. Mấy ngày nay bão quá trời, có bữa nay là không mưa thôi. Bữa nay hết mưa rồi. Bữa nay không mưa là trúng luôn. Cái lên rồi. Hả? Chăng à? Ừ. Chăng à? Cái nhẹ luôn. Cũng chăng đi. Cái này để tôi nghe cho miếng nước đi. Mình muốn dừa ăn chưa có trái. Khoảng năm nữa anh thấy cánh đời dừa. Này mình xào cho nó săn lại. Xong rồi á, cái thao nãy mình tráng nước cái mình đổ vô cả nhà. Mình đợi săn vô. Đó. Đó, lại cho nó săn lại cả nhà. Bên đây thì ba La Sông đang làm cái chén nước chấm để hồi mình chấm. Đặt đi rồi. Rồi, săn lại. Khô lắm rồi. Cho nước vô không? Ừ, săn lại đi. Chào, có nước tí tí anh hồi mình chấm. Anh xong kiếm bắp chuối rồi. Lấy nước ra đi cưng. Đi nha. Ừ.
ngon. Chính là cả nhà ơi, lên tiệc nha. Để khô nó không có nước chấm, mình cho miếng nước cho mình chấm chứ. Chừa như nó mình chấm không khô là vừa đó. Đó, lắm ngon cả nhà. Này món này là món từ xưa giờ chưa làm kênh là có món này rồi cả nhà. Món này là món anh em tự chế nha. Đây là gà mới ngon ha. Nước gà già đó. Không, gà không ngon, giờ chuột nữa. Không, ý nói là hồi xưa là mình xào gà nhiều. Nhiều đi. Này nước thêm. Nước thêm. Rồi cái mình hâm lại. Miếng nước ở đây xong. Tại gấp đầu á, đồ ăn nó rút chứ lắm. Rồi. Mình hâm lại, mình xuống mình múc thêm mẻ nữa là vừa. Hay là múc luôn hai mẻ. Thôi, để rồi lên. Nhập tiệc thôi. Quá mát. Này có ba lúa dưa dừng ba ghé chơi nữa. Có mọi ngon điện cho ba lúa dưa không? Đúng rồi. Rồi, con chào ba nghe. Chào Dương ba. Mình làm vài lon bia cho mát. Ở đây hồi là lạnh luôn á Dương ba. Hồi là lạnh luôn, thấy mà chậm lại luôn. Lên sẵn lên mang cái này. Làm lươn xương. Bữa nay không ngờ là chúng có tính rồi đi hơn nữa cả nhà. Tại vì cả nhà biết sao không? Nếu mà bắt nữa là cũng còn nữa. Tại vì chưa tới cái hang mà anh em muốn bắt là anh em về. Tại cũng chiều trễ rồi. Tính chiều nay cũng về nhà đường xa xa. Đây chảy cũng mười mấy cây à. Nghĩa bây giờ là khỏe ha Tức? Lâu lắm rồi anh không có lên chờ anh thăm nữa. Kế bên đây nè ba. Chúc mừng bữa nay thắng lớn. Ba không đá không? Bác ba không đá không? Đá chưa đá nha cho bác. Rồi đủ rồi đó. Đây. Mồi này là mồi mình làm. Nãy giờ mình đây là mồi của ba lúa. Vừa chuẩn bị nhậu rồi kêu ba vô chơi luôn. Mời ba vô chơi, mời ba chụp kêu chậu luôn. Đây là bắp chuối. Chuối mình đập dập dập đó cả nhà. Rồi mình quét vô nước chấm này rất là ngon luôn. Tự nhiên nha. Em mặc áo nổi lắm rồi nè. Hồi nãy đi săn thấy nổi này thấy nổi lắm rồi nè. Nãy áo khác mà. Áo khác. Vô ha. Rồi, mời cả nhà. 2, 3, vô. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà luôn nha. Xếp đây tính. Nhà. Gấp, tới. Chắc chứng vào đó đi. Cái giữa nè. Tính có mời ai không? À, mời cả nhà nha. Mời Nghĩa nha. Nghĩa cũng gần tới tuổi uống bia được rồi. 16 rồi hả? Hai, dán 2 năm nữa anh Nghĩa. Dạ. 16 cộng. Nhưng mà vậy ba thử chuột cống đi ba. Chào. Thiếu gì hả? Nước tương. Con này ký bấy không? Cái này. Không đâu ạ, nhỏ à. Nó khoảng 300-400 gram á. Đó cái đó còn đó gì ba. Đó có cái gì xong. Cái bò hay gì á? Cái heo. Này mắm thấm rồi nha. Không dạ. Chứ, tốt vừa, không có chế tốt vừa.
Được. Được. Cái gì? Mềm. Ừ. Có nè. Mình thử bước miếng nha cả nhà. Đó, mình chấm vô đây. Chấm này chấm thần thánh của nhóm đó cả nhà. Hiếu đậu phộng thì Hiếu có dừa rồi. Có đậu phộng. Ít chưa không? Không có luôn. Chưa hậu. Ừ, bắp chuối. Đem kia đi sao? Đem kia bắp đi. Hàm mình bây giờ là chỉ còn thả cái rô luôn thôi chứ không thả cái gì chứ. Còn hai cái phèn. Dạ, cái rô con nhỏ nhỏ. Có thả 5 kg cái rô non rồi. Bự bự hết rồi, hai ngón tay hết rồi. Mà mua cá rô ở cái vùng mà nước mè đó. Dạ. Quen. Cá kia vô nồng hết chết rồi. Em có thích nghi môi trường phèn sẵn hả Trương Ba? Ừ. Mà lại nữa là không ngon cái gì. Mù chi á, em làm. Gì vậy? Má cá rô. Bánh. Mưa xuống mà mình ngồi trong nhà người ta bảo mình lá chạy ngược á. Lóc lên trên đó. Lá chạy ngược. Lá khô chạy ngược. Bự. Toàn cá khô mà. Đó, lóc nhóc như kiểu lá, nó khô mà nó trôi á. Nó là cái đùi em ấy. Tí, ngồi đó ngày xưa dần thôi. Nga hơi, cái giường hồi ngày trước ở Củ Chi dần có cái hồ một công luôn. Mấy cái hồ một công luôn. Bây giờ bán lại. Để luôn nha. Vô đi. Đâu có ăn đi. Có ly à. Tao mới cầm ly tao có vô đâu. 1 2 3 vô. Vô cái này biết ăn được. Xin cứ chơi nha hoài. Tưng cứ thoải mái nha Tưng. Đừng ngại nha, ngại đói à. Đây, mình làm miếng coi nè ơi. Tuấn là bạn nên chơi hả? Dạ. Bạn của fan. Fan hả? My fan hả? Dạ. Trên kênh tắm thước. Tắm thước được 8.000 đâu trời. Tắm hết 8.000 ở trên đó. 8.000 sao lắm. Ở 8.000 sao nữa. Có nữa hả? Có mà. Trên tắm 1.000 ở trên đường Tây Đinh Kito Mạc đó. Đâu đâu giống nhau đúng không? Tắm thước tắm 1.000 khác đúng không? Thôi vậy mà đẩy rồi. Ừ, gói xương lên đi. Gói xương dễ nè. Có đâu? Làm gì? Trang. Thử nước này. Nước này. Niêm bây vừa chưa? Lúa niêm mà ok lắm. Không, người nấu ok chứ okay, người niêm làm nhò gì. Người nấu mà không ok, người niêm đâu ok. Ê, mấy bộ xương ở trên đi. Ai ăn nhiều xác nhiều xong. Để vậy đó. Có bắp á. Quan trọng nhất là cái tương á, tương với chao á, vừa ăn ớt nước nào cũng không. Cấm này nó bán phải đến 300 ngàn ký á nhỉ. Có gì? Con này. Mấy dùng 300 ngàn ký. 300 ngàn ký á. Ừ. Trên Sài Gòn á. Ừ. Chứ đây mắc đâu mà dữ vậy hả? Chứ còn người khác, còn ở đây nó khác. Mấy nhà hàng nó chút vô nó khè khè nó đúng không? Dạ đúng rồi. Còn mấy con mà ở ngoài đường nó nhảy là không phải nha. Lộc lá không có nha. Nó đúng mà khi nó dựng sinh lông rồi xù. Dạ đúng rồi, con cũng xù đó. Khè nó khè. Ừ, khè nó. Có con kia cũng khè nó nha. Ép à, cũng nhâm. Nó cũng lan. Cũng lan thì nó ép. Giòn trắng. Gần cháu mấy cái bệnh viện á, chỗ ăn mới ngon. Căn. Bụng nó bự vậy sao dám chụp nó trời. Chụp cảnh sinh mạng luôn đó. Không sao đâu. Nhưng mà đi vô đây anh Tấn. Em không ăn được, em cũng gán hút cục thôi coi. Ủa, ngon mà chụp được hả? Bỏ cái ngang cả. Cả ăn được. Ngứa. Ngứa được gãy. Căn. Lấy nước sôi để chế thôi. Dừng. Dạ. Ai nói lời gắn kim cương nữa. Hiểu. Hiểu rồi. Thằng này lại nhà giàu đó, gắn kim cương không mày. Hiểu. Đã
Đây rồi tính hai ông cưa mấy. Rồi. Bốn cưa viên nữa rồi. Xong rồi. Dạ. Cưa uống chừng nửa lon mà em. Một lần nửa lon á hả? Ừ, hôm qua đi đám dỗ cũng nửa lon. Chứ uống nữa nó nhức yếu ăn. Đêm ngủ có được. Dạ. Nhớ, nó nhậu mạnh lắm mà. Đúng rồi, nó bị giò, không bị giò là dữ lắm. Tại vì giò này mới được ở đây ăn cúng giùm mày chứ không có được. Về lâu rồi. Thôi, bây giờ thì lúa cùng với mọi người cùng nhau thưởng thức trò chuyện cho vui cả nhà. Giờ thì tạm thời chia tay cả nhà, hẹn cả nhà vào những clip tiếp theo trên kênh Hai Lúa Miền Tây nha. Thôi bye bye cả nhà, hẹn cả nhà clip sau. Bye bye mọi người. Bye cả nhà.